Bạn đã muốn tìm Ark Free Fire, Ark Roblox thử vận may uy tín chất lượng? Ghé ngay realgi.net, cực uy tín, giá siêu rẻ. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Rikaki Gaming. Và ngày hôm nay thì bên Nga là Free Fire họ chả có sự kiện gì mới cả. Và vẫn như thường lệ thôi, và các server khác bán đồ đạc tung toé. Server Việt Nam mình thì vẫn thôi, server Việt Nam mình kiểu thôi, các bạn cần gì sự kiện mới các bạn cứ sự kiện cũ mà chơi. Ok, thì hôm nay chúng ta có cái vòng quay tuần cuối, tuần mới thì tuần này sẽ tuần Trung Thu đấy, tuần này là tuần Đài Bắc Trung Thu, nên chúng ta cũng sẽ có đó là quả vé vòng quay Trung Thu và có huy hiệu Múa Lân. Huy hiệu Múa Lân này thì nói chung là nó cũng rất là bình thường, như cô Hường ngồi ở cổng trường bán nước đường, đêm nào cũng ngủ trên giường với chú Cường thôi. Cái này chúng ta cứ lấy đủ từ giờ đến cuối tuần, sau đó đến cuối tuần thì vào trong trang web gọi là quay vòng quay cuối tuần để chơi. Còn có một số bạn không vào được cái trang web đấy thì đấy là việc của các bạn, nói về việc của tôi đâu. Đấy, các bạn không vào được các bạn do đen. Đấy, bạn nào mà không vào được các bạn liên hệ với hỗ trợ.gaina.vn để được giải đáp và được gọi là hỗ trợ nhá anh em nhá. Còn tôi thì tôi cũng không biết. Đấy, nói thật là anh em hỏi là lỗi tại sao không vào được trang vòng quay tuần cuối thì tôi không biết. Đấy, tôi không biết thật, chịu bó tay.com luôn. Ok, thì đấy là cái vụ vòng quay tuần cuối, vòng quay cuối tuần. Còn tiếp theo là chúng ta sẽ có cái sự kiện đố vui VFL. Thì có nhiều bạn bảo là chú phải test hết tất cả câu hỏi, làm sao mà mình nhìn biết tất cả câu hỏi được. Đấy, nên là chúng ta cần một cái cộng đồng anh em mà biết câu trả lời của câu hỏi nào. Anh em có câu hỏi nào thắc mắc anh em comment ở phía dưới cái video này thì để tôi trả lời cho anh em. Chứ còn tôi làm sao mà có gọi là 5 đầu 6 tay 10 ác để mà tổng hợp hết tất cả các cái ác, tổng hợp hết câu hỏi được. Đấy, tôi có 4 cái ác. Đấy thì những cái câu nào mà xuất hiện trong ác của tôi thì tôi trả lời cho anh em. Còn câu nào mà không xuất hiện thì anh em comment ở phía dưới video này, tôi sẽ cố gắng trả lời cho anh em. Ok, Super Seagong. Đấy, được Buya ở bản đồ nào trong ngày 4? Bản đồ nào à? Đảo ký thể, đảo thế kỷ, quá dễ. Vì trận đấy tôi có ngồi xem. Đấy, tiếp theo đội tuyển nào top 1 trên bảng xếp hạng sau ngày thi đấu thứ 5? Đấy là God of War. Tại vì hôm đấy God of War họ ăn được 5 trên 6 cái bu văn gia. Đấy, họ ăn được 5 trên 6 Buya của cái ngày thi đấu thứ 5, tức là ngày hôm thứ 7 vừa rồi ấy. Đấy, tiếp theo là sau 6 ngày thi đấu, SUG có tổng điểm là bao nhiêu? Là 179 anh em nhá. Đội này chưa quá 200 điểm, đội này hơi bị yếu. Đấy, đấy thì đấy là ba câu hỏi đầu tiên. Thế kỷ God of War vào 179, anh em pause video lại mà điền vào trong cái của mình. Đội tuyển nào là team of the day của ngày thi đấu thứ 6 thì đấy là nhà vua WAG nhá. Đấy, nhà vua WAG nha anh em nhá. WAG là team mà có mình, đó là team of the day của ngày 6. Đấy, thế cho nhanh, nhanh cho nó vuông. Tiếp theo chúng ta sẽ có là ai là MVP của ngày thi đấu thứ 6 thì đấy là PSport Nero. Đấy, và anh ta cũng kiếm được 10 điểm MVP cho team mình. Còn hai ông Khambi với The God thì chỉ đứng hạng 2 và hạng 3 thôi. Tiếp theo là tuyển thủ nào phỏng vấn sau game thi đấu thứ 4 của ngày thi đấu thứ 6 thì đấy là Vgaming Khambi. Tại vì sao ạ? Đấy, tại vì sao ạ? Bởi vì đấy, vì tôi là người phỏng vấn Khambi mà. Đấy, bạn nào xem VFL sẽ biết là Riaki chính là bình luận viên phỏng vấn chồng quốc dân Khambi. Đấy, thì đấy là Khambi nhá. Đấy, tiếp theo là chúng ta sẽ có đáp án tổng số mạng của God of War đi quang là 26. Đấy, quá đơn giản. Tiếp theo là tuyển thủ nào phỏng vấn sau game 4 thì là Khambi, chúng ta biết rồi. Ai là MVP của ngày 4 thì cũng là Nevanro đúng không nhỉ? Nero. Đấy, tại vì hai ông Dion và Kylian thì chắc chắn nó không thể MVP được rồi, tại vì bạn này chưa có một ngày nào gọi là vươn lên trong top kill được nhiều cả. Đấy, trong đó Dion thì cũng không phải là người mà có đáp án đúng, mà đều là Nero. Nói chung là hỏi MVP thì đa số đều là Nero. Đấy, Nero làm bố ở giải đấu nha anh em nhá. Người ta là king of solo mà bố ở giải đấu luôn. Đấy, bố ở giải đấu luôn. Đấy, nói chung là đơn giản, nói chung là rất là đơn giản thôi. À, bộ câu hỏi tiếp theo. Đấy, bộ câu hỏi tiếp theo xem có gì mới không. Đội tuyển nào top 1 trên bảng xếp hạng sau ngày thi đấu thứ 5 thì đấy là God of War nha anh em nhé. Câu này hôm nay chúng ta vừa nhìn thấy rồi. Đội tuyển nào được Buza game 6 ngày 4? Buza game 6 ngày 4 thì đó là vị trí của team
God of War thì phải, tôi nhớ không nhầm, bởi vì tôi cũng là người bình luận trận đấy. Đấy, tôi là người bình luận trận đấy nên hình như tôi nhớ là God of War không phải Team Flash, Team Flash họ Buya hình như là trận 5. Đấy, Genius Esports thì cũng không phải là GE mà là God of War. Nha anh em nha, God of War, God of War. Đấy, tại vì là tôi là người bình luận trận đấy nên tôi nhớ là như vậy. Đấy, tôi nhớ nó là như vậy. Đấy, ok, tôi nhớ God of War rồi, chuẩn luôn. Tiếp theo là NTN Esports có bao nhiêu điểm cộng sau 5 ngày thi đấu? 6 điểm nha anh em nha, họ có 2 trận có nhiều điểm nhất, 0.0, 0.3 mà là 6 điểm. Đấy, 6 điểm, đấy anh em chọn 6 là xong. Đấy thì tôi cũng hoàn thành giúp anh em độ hơn chục câu hỏi. Anh em còn có những câu nào mà nó không nằm ở trong cái danh sách này mình đưa ra thì anh em comment ở phía dưới tôi trả lời cho anh em nhá, luôn và ngay nhá, luôn và ngay. Ok, ngoài ra anh em có thể ủng hộ mình bằng cách ghé qua Riaki Store. Ở đây là bán rất nhiều bộ tay nghe cách âm chống ngôn, tay nghe giúp ta chơi FIFA, chơi Liên Quân, xem VFL nó hay hơn. Bên cạnh đó thì mua một tay nghe tặng ngay mã giảm giá đặc biệt, mua một quạt tản nhiệt tặng ngay bao tay Memo kéo tâm vuốt đầu, hết nước chấm, đường link tham khảo để cho mình mô tả như dưới phần comment. Hoặc anh em thể ghé thẳng qua Shopee, Riaki Store HN, Riaki Store HCM để mua hàng nha. Anh em ok, vào test ngay quả ba lô. Lúc này team mình đang hòa team địch tỷ số 2 đều, nhưng mà team tôi bắn hơi ngáo. Đấy, thật sự luôn, team mình bắn hơi bị ngáo. Team mình bắn ngáo đen đét và khét lẹt lẹt. Anh em ạ, team tôi như có thằng AFK, có thằng vàng A, vàng A rừng, vàng A dũng này, AK. Anh em ạ, ghét thật sự. Đấy, ghét thật sự đấy. Đào ok, Groza trong tay, dùng bay phượng múa nhá. Đào, lên, anh em theo tôi lên. Trời ơi, quyết tâm lấy mình cái bu văn nha. Lấy cái bu da đây anh em. Lấy cái trận chiến thắng đây, cái ba lô này cho mình cái bánh trưng ấy. Và ui, một thằng cơn mưa, bắn nó cơn mưa, tắt mưa luôn, bắn nó tạnh mưa luôn. Đặt tên là cơn mưa. Ôi trời ơi, vàng A Dũng lao lên kìa, ôi trời ơi. Và ôi rồi ôi đồng đội, ôi rồi ôi mày bắn đồng đội tao, gà con 1000 này bắn đồng đội tôi anh em ạ. Và thảm ơi, đồng đội này a đuổi quá, đồng đội a đuổi thật sự đấy. Cứu đồng đội phát, cứu đồng đội, mưa nè má vãi trưởng. Làm sao một viên vào đầu, ôi rồi nó hóa thành Orion ơi. Xong rồi mạnh mày, xong rồi, nó khỏe quá, nó khỏe quá anh em ạ. Kìa, bắn nó đi, 3-1. Đùa, team mình bắn như cái đầu nồi anh em ạ. Team mình bắn như cái đầu nồi. Thôi xong rồi, toang. Team mình bắn, ôi, để cái thằng trình bẹp lên nó thịt để. Đùa, kém thật sự. Kém thế nhở, team mình kém thật sự đấy. Ok, và tỷ số đang lên là 3-2 dành cho team địch. Quả ba lô này thì trông nó cũng khá là bình thường. Đấy, quả ba lô này trông khá bình thường. Nói chung phải đợi đến cái tuần cuối cùng. Đấy, đợi đến tuần thứ tư chúng ta trả lời nốt. Đấy là thứ hai tuần sau nữa thì chúng ta mới có thể lấy được bộ đầu bếp nha anh em nhá. Bộ đầu bếp là sát thủ là đến thứ hai tuần sau nữa chúng ta mới lấy được cơ. Thế nên là anh em cũng biết thế. biết thế. Xấy nó. Chưa xấy được rồi, hỏng rồi. Chưa sấy nó rồi anh em ơi. Kìa, AFK kìa, đùa, khó chịu thật sự đấy. Thằng vàng A Dũng nhá, mày AFK nhá, mày nhớ mặt tao đấy. Mày nhớ mặt cậu đấy, mày bắn với cậu rắn rank mày còn AFK. Đùa, sao tự nhiên mùa này cày rank gặp nhiều ông phá game thế nhờ. Đấy, gặp nhiều ông phá game thế nhờ. Bực thật đấy. Và bực thật đấy. Nào, làm sao? Rồi, đây rồi, chúng nó lao lên. Ô, hình như là có mắm lốp. Hình như là có gian tế, có mắm lốp. Mắm lốp qua đây xin nhẹ cái lốp của bạn luôn. Mắm lốp với chúng tôi. À, con hạng đẩy qua đây thêm một thằng nữa. Gà con 1000. Ôi, đông ơi. Vâng, đông ơi, ôi, đông ơi. Ui, thôi xong rồi, toang rồi. Toang hẳn rồi anh em ạ. Và tôi đã cố gắng hết sức. Tôi đã làm MVP của trận này nhưng mà team tôi vẫn thua. Đấy, tôi phải report thằng AK thôi. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Và nếu như đây là đầu tiên đến với kênh của Ri, đừng quên để lại mình một like, một subscribe để đẹp trai, để xinh gái. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.